Tại nhà văn hóa phường Mỹ Đức thành phố Hà Tiên, tòa án quân sự khu vực quân khu 9 tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 4 bị cáo Châu Tâm, Châu Ha, Châu Chem và Châu Dẹn cùng ngụ phường Mỹ Đức thành phố Hà Tiên về tội chống người thi hành công vụ được quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự khu vực 2, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020, tổ công tác thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu trên chốt số 07 thuộc khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, cạnh chân mốc chủ quyền 314. Tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 70 người vận chuyển nhiều thuốc lá ngoại vào địa bàn. Chỉ huy tổ công tác điện báo cáo cơ quan chỉ huy đơn vị, huy động 77 cán bộ chiến sĩ biên phòng và cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại các chốt gần đó đến hỗ trợ. Khi bị dây bắt, các đối tượng đã dùng cây gậy mang theo tấn công chống trả lực lượng chức năng. Sau khi tổ công tác bắt giữ được hai đối tượng là Tăng Văn Ni và Châu Pha cùng 5 bao tải thuốc lá, mỗi bao 50 cây. Lúc này các đối tượng kêu gọi thêm nhiều đối tượng khác dùng hung khí xông vào chống trả nhằm giải cứu cho hai đối tượng đang bị bắt, đồng thời giật lấy số tang vật. Hậu quả làm đồng chí Phạm Anh Tuấn, cảnh sát cơ động bị thương tích với tỷ lệ thương tật qua giám định 13%. Trung úy Đặng Văn Quyển, cán bộ biên phòng, thương tích 3%. Bên cạnh đó có 3 quân nhân Trần Tuấn Vũ, Phùng Minh Quý, Lâm Hồng Tính bị thương tích nhẹ. Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 đã tuyên phạt 3 bị cáo Châu Tâm, Châu Chem và Châu Dẹn, mỗi bị cáo nhận mức án 22 tháng tù giam. Riêng bị cáo Châu Ha, 18 tháng tù giam.